Xin chào mọi người, em lên nha mọi người, con Toshiba giá rẻ nha mọi người, 15.6 dành cho mọi người xài chữa cháy. Xài chữa cháy là xài tạm, xài mình không có sắp đi lại nhiều, mình xài nó cũng xài cho giáo viên là văn phòng, lúc cần mình làm những cái Word Excel rồi đó mọi người. Con này đó là 15.6 inch Toshiba, giá của nó là 3.6 triệu, 3.2 triệu mọi người ơi, 3.2 triệu. Em xin lỗi mọi người, giá của nó 3.2 triệu nha mọi người. Này ông xã em kêu 3.2 triệu mà em nhớ 3.6 triệu, sao em nói 3.2 triệu một cái quay qua anh nói em sao mà bán đắt vậy. 3.2 triệu nha mọi người, phím còn ok đúng không? Này là cũng là hàng Nhật, cái dòng này là hàng bãi Nhật nha mọi người. Đây nè, đây nè bút, cái mặt của nó là cái kiểu vậy, kiểu nó xước xước á, cái kiểu nó vậy làm cho máy nó sang, nó đẹp hơn. Con này nó chạy xe la rong, nhưng mà được cái mọi người thấy màn hình đẹp không, màn hình đẹp đúng không? Có cái phím số bên hông để ví dụ như là em nói xài chữa cháy, ví dụ như giáo viên hay văn phòng rồi đó, thì cái máy rẻ có 3 triệu mấy thôi mà hả, gọn, mọi người có thể là làm việc. Nói vậy chứ cũng có nhiều người cần máy nhưng mà đâu có cần cấu hình cao đâu, mọi người chỉ cần lướt web, xem phim rồi làm những cái công việc Excel, Word rồi đó. Đây cấu hình của nó nha, màn rất là đẹp, em để ở bên ngoài á mọi người, mà màn nó cũng đẹp lắm luôn á. 15.6 con này là nó chạy xe la rong nha mọi người, nó là Toshiba Dynabook B45 nè mọi người, xe la rong 3855U, RAM 8GB, chạy RAM 8GB á. Để em xem cái màn hình của nó coi, màn hình của nó gì mà đẹp dữ vậy. Mọi người thông cảm ha, ở sau hè nhà em nó ồn lắm, tại vì người ta nhậu á, quán nhậu á, nó ồn, buổi trưa nó ồn lắm luôn. Màn hình ha, màn hình HD thôi, màn hình nó rõ, nó đẹp lắm mọi người. Màn hình nó sáng trưng là đã lắm, màn hình rất là đẹp. Con này là chạy SSD 120GB, pin cũng còn ok nha mọi người, mà nó chạy nhanh lắm, xe la rong nhưng mà nó chạy nhanh lắm mọi người ơi. Được làm văn phòng, Word Excel rồi là vô tư luôn mọi người. Nè, chưa cài gõ tiếng nữa mọi người, gõ tiếng ha, gõ điện thoại thôi, tên quên á. Nó nhanh lắm nha mọi người, nó nhanh á, nó mượt mà, chứ không phải là nó rờ chậm chậm đâu mọi người. Rồi ví dụ như Word, Excel, văn phòng, lướt web, xem phim, nghe nhạc, thử nhạc rồi các kiểu ha, làm việc ok. 3.2 triệu thôi một con máy Toshiba Nhật về. Đây ha, em quay rõ, nhìn nghiêng thì nó có một vài vết xước nè mọi người nè, đồ cũ mà nó buộc vào vết xước ha. Đó, em quay cái những cái dắt mà những cái ngõ, cái gì đây, thẻ nhớ là USB, HDMI rồi tùm lum hết sạc. Máy là kèm sạc nha mọi người, máy là kèm sạc. Trời ơi, bên này có DVD gì đây nè, hai cái ngõ USB thì ai mà sử dụng DVD được cũng được. Đây, để em quay cái này ra, hơi chóng mặt một chút xíu nha. Con này nó là Dynabook B45 nè mọi người nha. Model của nó đây. Đó. Để em coi thử có năm sản xuất không. Không thấy. Không thấy nha mọi người. Rồi ok, 3.2 triệu con máy này, pin còn ok nha mọi người. Pin chắc tầm 2 tiếng rồi mọi người. Rồi cảm ơn mọi người. Ai mua thì cọc lên 1 triệu em sẽ ship code cho mọi người ha. Trong thời gian nhận hàng thì em bao test cho mọi người 7 ngày. Cảm ơn mọi người.